Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Media World các bạn ơi. Hôm nay nè bạn ơi, bạn thấy đằng sau lưng mình có gì không? Xin giới thiệu các bạn, đó chính là một gọi là cái kim tự tháp mấy bạn ơi. Đó, hiểu kim tự tháp nè, bạn thấy có gì là lạ không? Thì ở trên đây nó có một cái hình trái tim nè bạn. Các bạn biết tại sao hồi nãy mình lại xây cái hình trái tim trên đây không? Là bởi vì á, là mình gọi là nhây quá, mình đã vô tình mình chọc Sam, thế là Sam giận mình luôn. Và thế là mình phải xây hình trái tim rồi để mình xin lỗi Sam bạn ơi. Dù không sao, Sam đã hết giận mình rồi. Đó, ok. Thì hôm nay nè bạn, mình đã mời Sammy vào đây. Thì bọn mình vừa mới gọi là chơi thử cái bản cập nhật mới của Mini World các bạn ơi. Thì trong cái bản cập nhật mới này của Mini World thì nó có một cái kim tự tháp này, có thể triệu hồi ra được. Nghe nói là có thể triệu hồi ra được một cái kim tự tháp mà bên trong có con rắn đẹp lắm á Sam. À thế à? Gì mà con rắn nghe nó phèn dữ vậy, con rồng. Tôi không biết nữa. Tôi không biết là con rắn hay con rồng nữa, nhưng mà tôi nghe nói triệu hồi ra được ghê lắm luôn á. Hả? Thì hiện tại là bạn đang thấy là bọn mình đang chơi ở chế độ sáng tạo nè, bạn biết tại sao không? Là bởi vì bọn mình không biết rằng con rắn này nó hình dáng của nó như thế nào, cho nên bọn mình mới quyết định gọi là chơi bằng chế độ sáng tạo. Nhưng một tí nữa vô chiến đấu với bọn nó thì bọn mình sẽ chuyển hành sinh tồn nha các bạn nha, để coi coi nó tấn công bọn mình như thế nào nha. Đấy, thì tạm thời thì bọn mình gọi là chơi bằng sáng tạo để khám phá thôi, coi cái kim tự tháp như thế nào thôi. Còn nếu như bạn nào mà muốn bọn mình chơi sinh tồn thật 100% á thì bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha. Đó, ok. Còn bây giờ thì bọn mình cùng nhau chỉnh hành sinh tồn và vô coi thử cái con rắn nó như thế nào nha. Ok rồi, chỉnh hành sinh tồn thôi. Let's go. Let's go. Rồi. Thì đầu tiên nè. Tôi chỉ cho Sam nè, để có thể triệu hồi được gọi là cái kim tự tháp có được con rồng trong đó thì Sam biết phải làm gì chứ không? Ai mà biết được. Tôi biết đâu, tôi không biết, tôi mới nhờ ông chứ không nổi. Trời ơi là trời, có vậy cũng không biết nữa. Như vậy là phải nhờ đến sự thông minh của Phong Cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World rồi. Ok. Rồi. Thì ở đây nè, tôi có chuẩn bị cho bà một cái rương nè, thì bà kiểm tra đi đó. Trong cái rương này áo quần nè. Trong cái rương này có đầy đủ quần áo nè, áo giáp kim cương luôn nha, vũ khí rồi cung tên cho bà luôn nè, đó, rồi kiếm kim cương rồi luôn nè, thấy không? Đấy, nhiều thứ lắm. Bánh mì hồi máu luôn nè. Đó, có cả bánh mì hồi máu luôn á. Ok, vậy tôi sẽ mặc đồ vô trước nha. Đấy, ok. Rồi xong rồi, đầy cung tên nè, đó xong. Ủa, bây giờ làm gì nữa? Ủa mấy cái gậy làm gì vậy? Mấy cái gậy nhìn lạ quá ta, sẽ tôi cho bây giờ thử sử dụng mấy cái gậy luôn á. Mấy cái gậy này chính là những cái gậy trong bản cập nhật mới của Mini World đó. Mấy gậy này hay lắm á. Bà coi nè, bây giờ nha. Đâu. À tôi coi có con gì không ta? Đây, tôi cho bà coi nè. Bà thấy con đom đóm bay bên dưới kia không? Thấy. Bà coi luôn nè. Ông ba si mua ba sa ba ba ca ba sa ba. Trưởng mày nè. Ông bay. Trời ơi, ông trưởng hụt vậy. Thôi, bây giờ cái cây này tôi trời ơi, trưởng hụt rồi, nó tốt thời gian đó, tôi dùng cái cây này đi. Đây, cái cây này chính là cây gậy phép thuật, có thể giúp cho bà hồi được máu. Bà coi là tôi hồi máu cho bà nè. Bùm. Mày bị sao? Hồi máu gì mà sao tôi trừ máu vậy? Nhầm. Là tôi gọi là tấn công bà thì tôi sẽ được hồi máu, còn bà sẽ mất máu. Nhầm. Trời đất ơi, ông này vui à, dạ. Dễ sợ. Còn rồi, còn làm gì tiếp theo nè? Còn cái cây này đi ra làm gì ta, tôi quên tiêu rồi, thử coi. Chúng độc, chúng độc. Tôi tăng máu tăng máu à. Ok đó. Vô dằn quá, tôi có chuẩn bị cho bà bánh mì hồi máu rồi sao bà không ăn? Tôi quên. Đó, à phải hả? Còn cái này nè, cái này chính là cái móc có thể giúp cho bà bay lên cây được, y hệt như là siêu nhân luôn. Rồi. Bây giờ okay. Điều quan trọng mà tôi cần biết phải làm thế nào để triệu hồi được con rồng nè, chứ không nói dài dòng quá à. Rồi, triệu hồi con rồng thì rất là đơn giản thôi. Từ tôi chuẩn bị đồ chứ cả. Đây, ở chỗ này thì tôi chuẩn bị cho bà cái kiếm nè, đó cái kiếm với cái cung đó, những loại vũ khí rất là đơn giản mà có thể giết được con rồng luôn, hả, thấy không? Tôi đâu có cần gọi là sử dụng kiếm làm gì, tôi ho cái thôi con rồng cũng chết. Trời ơi, ông gãy gớm quá à. Tí mà ông ho là ông chết thì có. Ok. Rồi, giờ làm đầu tiên nè. Bà để tôi xíu nha. Ok. Để lấy mấy cái đồ mình giấu bên dưới. Lấy cái đồ giấu bên dưới. Cái gì vậy? Không gì hết. Từ từ để tôi đeo mặt nạ, tôi vô tôi quýnh con đó cho nó sợ. Ủa đâu ra vậy đó kìa? Rồi không? Tôi không có biết kìa. Trời ơi, cái mặt nạ này tôi mới vừa đi ngang qua, tôi gặp thổ dân xong tôi xin nó đó. Trời ơi, nhìn con heo dễ sợ luôn, heo rừng á không? Trời ơi, nhìn ông như heo rừng này, luôn á. Vô văn quá, tự nhiên kêu tôi là con heo là sao? Thôi không sao, trời. Ok, bây giờ nè, tôi sẽ hướng dẫn cho Sam cách để triệu hồi con rồng nè. Thì sao thấy không?
Ở đây thì chúng ta đang có một ngôi đền hình trái tim. Đó, ngôi đền tình yêu. Đó. Ok, thì mấy bạn ơi, lý do vì sao mà lại có cái ngôi đền này thì mình sẽ kể cho các bạn nha. Đó chính không kể. Bây giờ tôi bí mật, tôi sẽ ghép đoạn sau, tôi có quay lại không? Ok. Rồi, ok, bạn muốn giữ bí mật thì ok, giữ bí mật thì ok rồi, à. Ok. Rồi. Bây giờ là tôi sẽ đầu tiên à, thì sao muốn triệu hồi ra được cái con đó thì sao phải vô đây, sao thấy chỗ này nó có một bức tượng không? Thấy một bức tượng mặt cười không? Đúng rồi, một bức tượng có khuôn mặt cười đó. Nhưng mà không thể nào mà đẹp trai bằng tôi được. Để ok. Sau đó mình sẽ lấy trong người chúng ta ra một viên ngọc màu xanh. Đây chính là viên ngọc dùng để triệu hồi ra cái gọi là ngôi đền đó đó. Ghê xịn dữ người ta, ghê rồi, okay. Rồi làm sao nữa nè? Coi tôi nè, mình chỉ cần để cái viên ngọc mình lên trên trán của cái con này là được. Lắp vào đúng không? Lắp vào đúng không? Đó. Sau đó bà hãy nhìn ở đằng sau nè. Đi xuống đây nhanh lên. Có gì nè? Wow! Đó, một ngôi đền sẽ được xây lên. Ôi! Xịn lên chưa? Xịn sao con bò cười chưa? Ui, nó tự xây lên luôn. Đúng rồi, nó tự xây lên một cái kim tự tháp gọi là siêu to khổng lồ trong khu rừng này luôn, ghê trời chưa? Trời đất ơi, một chớp mắt thôi mọi người ơi, xây ra một ngôi đền siêu to khổng lồ này luôn. Nhưng mà bây giờ làm gì tiếp theo, ghê xịn dữ vậy ta? Tính ra là tôi cũng chưa vô ngôi đền này bao giờ cho nên tôi không biết nữa. Bây giờ như thế này đi, lên đây. Bây giờ tôi chạy nè. Rồi lên sao? Rồi bây giờ mình có mấy cái đường để đi vô nè, nhưng mà tôi muốn thám hiểm ở trên cái ngọn tháp trước. Giờ mình lên ngọn tháp rồi, trước đi. Rồi lên ngọn tháp này, lên ngọn tháp cao nhất phải không? Để qua trên đúng này rồi. Có cái gì chứ đúng không? Đúng rồi. Ở trên đây thì theo như ôi có chân. Trời ơi, cái bà này. Bị gai. Cái này là cái cây gai đó, bà đụng vô nó là bà sẽ bị mất máu á. Bà tránh nó rồi. Ra nha. Ok, nhảy qua đây. Đấy. Thì ở trong đây nè. Theo như mà tôi tìm hiểu trên mạng á thì người ta bảo ở trong đây nó có một cái đồng hồ đó. Là coi nè, cái này là cái đồng hồ nè. Đồng hồ gì lạ dữ vậy, sao không có kim giờ cái phút kim giây mà có cái gì là mặt trời mặt trăng gì đây? Nhầm, cái này không phải là đồng hồ mà cái này là dự báo thời tiết. Nhầm. Dự báo thời tiết hả? Đúng rồi. Ui. Cái này mà nó chuyển qua hình mặt hình giọt nước có nghĩa là sẽ trời mưa, còn để mặt trời có nghĩa là trời nắng đó, ghê không? Ồ, hay dữ vậy. Đúng rồi, bạn có thể đem cái này về. Bà có thể đem này về bà bán cũng được hả? Trời ơi, ủa sao tôi nghe cái tiếng bùm đâu ra vậy ta? Không có nghe không? Ôi, cái tiếng bùm đó chắc là tiếng của con rắn bên dưới đó. Bây giờ bà xuống đây với tôi đi. Bây giờ nè, xuống liền. Bà có muốn đi gặp con rắn không? Muốn chứ, tôi muốn để tiêu diệt con rắn này, xem con rắn nó mạnh không mà nhiều người đồn đại nó mạnh dữ gì trời. Ok, vậy đi xuống đây, tôi sẽ dẫn bà đi gặp con rắn. Đó, bà chỉ cần đi vô từ hướng này, bà sẽ gặp con rắn ngay. Rồi, để coi. Ôi, nó rộng dữ rồi ta. Nó bên dưới kìa. Oh my god, trời đất ơi, con rắn đẹp dữ vậy. Ôi, nó phun. Nó kìa. Trời, mấy bạn thấy không? Nó vừa phun có một cái thôi mà gọi là nó làm mất luôn tảng đá luôn. Có nghĩa là con này. Ôi, mày hất hồn. Trời đất ơi, ông làm đất hồn Phong ơi. Thủ ghê à. Ôi, Sam ơi. Bên dưới này cái con này nha, tôi cảnh báo cho bà biết nha, con này không phải bình thường đâu. Ui, nó phun kìa. Ủa, nó phun, nó còn độc không à. Trời ơi, acid hay sao Phong? Nó chảy cả tặng đá luôn á. Đúng rồi. Ôi, cái này không phải là độc đâu, mà cái này là acid đó. Nó dính vô người mình là mình sẽ bị tan chảy thành nước luôn, ghê không? Ôi, bây giờ mình lấy cái cây này mình gọi là mình bắn từ xa được không? Để tôi bắn thử nha. Được. Bà dùng cái gậy đó bà chiếu vô người đi. Được. Thôi tôi nè. Mày hả mày? Ui, nó mất quá trời máu luôn. Ôi, nó phun tôi cũng mất quá trời máu luôn. Mày nè, trời đất ơi. Ôi, tính ra là cái con này á, Sam thì nó nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng ít xỉn, nó cũng yếu xìu và nó không mạnh đâu. Bây giờ là bây giờ tôi chạy nè. Hỏi tôi nè. Bây giờ tôi chạy nè. Bà cầm kiếm kim cương, bà nhảy xuống dưới, bà tiêu diệt nó chúng tôi luôn. Ăn bánh mì hồi máu vô. Ăn bánh mì hồi máu vô hả? Đúng rồi. Mình chơi khô máu với bọn nó luôn. Đúng rồi, chơi là chơi khô máu không chơi bằng gậy không? Chơi bắn tầm tầm luôn không? Sam ơi, ở xung quanh đây có nhiều quái vật quá nè. Giết nó, giết nó. Đây, để tôi đánh lén nó coi. Ê mà khoan, con rồng này nó bắn, con rồng này nó bắn chậm lắm. Đầu tiên mình phải quan sát cái con rồng này nó đẹp không đã. Trời, nó đẹp quá Sam ơi. Đẹp quá trời luôn Phong ơi. Đẹp quá trời quá đất luôn. Ok. Cái cảnh đẹp quá. Mày nè. Nó phun đập tôi. Tao đừng có gây rồi, nó hồi máu đấy Phong, mày hồi máu. Tao có áo giáp kim cương tao. Minute. Bom. Cái gì vậy? Bom. Cẩn thận. Trời. Bom đâu? Mày nè, trời đất ơi, sau lưng nó đẹp quá Phong ơi. Nhìn nè, nó cánh nó đẹp quá, rồng. Gì? Rồng mà có cánh nghe lạ vậy sao chứ? Trời đất ơi. Cái bà này rồng người ta có cánh là đúng rồi, bà này còn nói gì vậy? Ủa có hả? Tôi không biết ta. Tôi có chuyện thích có. Bà tránh ra, tôi bắn nó cho. Bắn
Để tôi hồi máu chưa? Ê, xịt chưa? Ê, sao mày tính ra cái con này nó yếu xìu luôn, sao nó không mạnh tí nào luôn á? Sao nhường bạn gọi là đồn đại nó mạnh dữ mà ta sao tôi thấy nó yếu xìu, nó sắp chết rồi nè. Đó, nó sắp chết kìa. Mày hả mày? Ok. Cháy, trời ơi, ăn trời đất ơi, gì mà đâu ra nhìn dữ vậy? Bánh mì hồi máu xong ăn bà nội. Ăn nè. Ôi có gì không? Ủa cái gì? Ở trên đây lông đó. Lông vũ thần rắn. Ê tôi có cái lông này Phong ơi, lông vũ của nó nè. À là cái cọng lông con rồng á, là bà có thể dùng cái cọng lông đó để bà chế tạo một cái cánh á. Ủa mà sao tôi thắc mắc kỳ vậy ta? Sao cái con này nó người ta gọi là đồn đại nó mạnh dữ thần lắm mà ta. Nó mạnh đến độ mà tụi mình không thể đánh được nó, mà sao bây giờ tôi đánh mấy cái nó chết rồi. Kỳ dữ vậy. Tính ra là bà nên biết rằng là tôi với bà đã chuẩn bị kiếm kim cương đồ sẵn hết rồi, hiểu không? Cho nên là mới mạnh, hiểu không? Chứ bà tưởng tượng đi, người ta vô người ta không có giáp kim cương, không có kiếm kim cương, sao ta quýnh lại được? Tôi với bà là chỉ đang thám hiểm cho vui thôi, bà hiểu không? Em mà tôi nói thật luôn, bây giờ tôi nói chuyện với tôi đang nói chuyện với con heo phải không? Cái mặt con à. Ê, bớt cho văn quá nha bà ơi. À khoan, sao mày tính ra hồi nãy là tôi sợ quýnh không lại con rồng cho nên tôi cứ chuẩn bị thêm cái này. Trời ơi, súng hay luôn à. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì ơi. Tôi cứ chuẩn bị thêm súng nữa. Mày hả mày? Ơi nhưng mà tính ra con rồng này nó cũng không mạnh lắm ha, máu nó cũng ít sẵn ra chứ không nhiều lắm. Ok, không sao. Nó không mạnh bằng con rồng vậy đó, dưới địa ngục cũng phải mạnh công nhận. Con rồng dưới địa ngục nó mạnh hơn cơ, nó bay nó còn kiểu nó lượn nữa, cái con là nó chỉ là đứng một chỗ xong nó bay lên nó hạ xuống à. Ê Sam ơi. Con này to được rồng mày thôi hả? Sam ơi, ở chỗ này. Ở chỗ này nó cho chúng ta một cái bàn hiến tế nè. Cái bàn này hình như dùng để hiến tế cái gì á. Ủa gì vậy? Để tôi coi. Hiến tế vàng hả? Hiến tế rồi là mấy cái hiến tế làm gì vậy? À tôi hiểu rồi. Là mình sẽ phải bỏ vàng với lại là một cái viên ngọc xanh lên đây, thì chúng ta sẽ được cái gì đó. Hình như là vậy á. Mình thử không? Bây giờ phải là vàng đâu ra? Khủng tước nữa hả? Để đâu ra tìm trời. Bây giờ đi kiếm đi. Ok đi kiếm đi. Ui Sam ơi Lên trên đây nè. Nè tôi thấy ở trên đây nó có mấy cái rương gì nè. Con này đâu là đây, gì đây? Đây sao lên vậy? Hả? Ở trên đây nè, trên đây nè. Bà leo đây. Ơi có mấy cái bình bên dưới nè. Trong mấy cái này có gì không ta? Đây, rồi để tôi lên. Trời tôi tía mấy yêu quái đó cái chặn đường tôi à. Trời tôi biết là tôi đẹp rồi mà nó cứ bu tôi hoài không? Nè bên đây nè bà, tôi tính ra tôi có chuẩn bị cho bà cái móc để bà móc bà leo qua đây luôn bà nội. Tôi biết rồi, sẽ qua coi rồi vô qua. Đó rồi đây nè, gì đây trong cái rương nè, tôi thấy hình như nó có mấy viên ngọc gì nè. Không có vàng nè. Ơi cái này được. Ơi hình đâu vàng đâu. Ê, có vàng này dạ. À cái này là hạt vàng, đúng rồi. Bà chỉ cần kiếm nhiều cái này vô là bà có thể chế tạo được cục vàng á. Ok, tôi coi còn ở đây không? Chỗ này có nhiều rương lắm luôn nha. Bà thấy có cái rương dấu nè mọi người, để coi trong này có gì, từ rồi bình tĩnh nha mọi người. Bà kiểm tra hết đi. Có vàng đây. Buồn ảnh sao vậy, tôi không biết, tôi lấy hết nha. Bên chỗ tôi cũng có nè, kiếm nhiều vô. Sam. Ở bên đây có cái chỗ để mình bắt cua qua nè, hình như bên đây nó có gì nữa nè. Đi qua thử á. Có hả? Ok. Sao bắt cua mà nó mỏng dữ vậy? Khoan từ, bình tĩnh. Có cái con này nó chặn đường mình nè, để tôi dùng gậy phép thuật. Dứt rồi. Mày hả mày, giật điện mày chưa? Trời ơi. Mày hả mày? Ok rồi, chết rồi. Ông với cái con yêu quái đứng gần nhau, tôi không biết con nào yêu quái, con nào lông luôn á. Qua đây. Bắt cua qua nè, để tôi kéo qua nè. Ủa sao kéo không được ta? Ở bên đây tính ra bên đây cũng không có gì hết trơn á, có mỗi cái nón kim cương hè sao mày. Trời đất ơi, tự có cái gì để tôi qua. Ê, tôi thấy vàng rồi nè. Trời, tôi có nhiều vàng lắm nè, không biết hả nè, tôi có 6 viên vàng rồi, quên 8 viên vàng rồi Phong ơi, đủ chưa, 8 viên vàng rồi, đủ rồi á. Ê, Sam, bên đây cũng có cái viên ngọc ấy nè, bây giờ. Không lục bạc, đây, khoan, tôi qua. Nhưng mà bây giờ mình có mấy khoan đâu mình lấy. Thôi giờ sao? Ok, tôi có cách rồi. Rồi, ok bạn ơi, thì sau một thời gian suy nghĩ rất là nhiều thì mình và Sammy đã quyết định cách để có thể lấy được viên ngọc nhanh nhất, đó chính là chỉnh thành sáng tạo. Thì thật ra là do là mình với Sam là chỉ muốn khám phá thử con rồng như thế nào thôi, cho nên là bọn mình chỉnh thành sáng tạo chỉ là khám phá nha bạn nha, chứ bọn mình không phải là chơi ăn gian đâu nha, mà chỉ là muốn khám phá thôi. Còn bạn nào mà muốn bọn mình gọi là trong những tập sau gọi là gì ta, trong những tập sau mình mà quýnh con rồng thiệt á thì bạn bình luận ở cho bọn mình biết nha, còn này bọn mình chỉ khám phá cho vui thôi. Ok vậy đi. Rồi, trong okay. Này nó có ngọc thường với là gì á, đá gì ta. Đá khổng tước rồi đây. Ok. Ngọc thường là cái nào ta? Ngọc thường á thì tôi nhớ hình như là nó nằm đâu đó ở trong đây nè, tôi kiếm cho. Nghe lại thường. Đây ngọc đá khổng tước tôi tìm thấy rồi nha. Ok, ba đá khổng tước nè. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ hiến tế nha. Thì đầu tiên mình bấm vào trong đây nè, sau đó mình sẽ bỏ viên ngọc thường vô. Rồi sau đó mình bấm chữ hiến tế. Đó.
Nó ra thành cái viên ngọc vậy nè. Ok, tới lượt bên đây tôi cũng bỏ viên ngọc này vô, tôi bấm hiến tới. Wow, nó hiện lên cái gì vậy? Ủa sao nó không được gì hết trơn vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao không được gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, chú vui hả? Ủa không, hình như tôi thấy hiện ra cái gì á không? Ừ, hình như tôi cũng thấy nó hiện ra cái gì á. Đây, nè, đó, từ nó hiện ra cái cục gì nè. Ủa, được cái này nè. Trời ơi là trời, tôi hiểu rồi. Hóa ra khi mình bấm vào hiến tới á thì mình sẽ được một cái vật phẩm là con mắt này thôi à, chứ không được gì hết trơn á. Còn được cái yên ngựa này không? Em có cái yên ngựa như này à, đó đâu đúng. Có yên ngựa nè. Là có nghĩa là mình chỉ cần bỏ mấy viên ngọc vào đây thì nó sẽ ra cho mình món đồ gọi là bất kỳ đúng không? Trời đất ơi là trời. Ok hiểu rồi. Hey, ok bạn ơi, vậy à, vậy mà mình cứ tưởng cái gì gọi là kinh khủng lắm chứ. Đúng rồi. Trời đất ơi, tưởng nó ra được cái gì té ra. Đổi mấy viên ngọc được ra cái yên ngựa. Trời ơi, tôi thấy tôi sốc sức khỏe mọi người ơi. Ok, và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho bọn mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. À mà quên nữa, bạn nào mà muốn bọn mình chơi trong chế độ sinh tồn mà giết con rồng này luôn các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.